Này thì top 1 rồi còn gì nữa, gà vét kia thì vãi lộn rồi. Chưa biết được điều gì. À Ai bắn được gà vét nữa? Ngon, có tinh xạ bảo đạn kìa. Bảo đạn kìa. Chết luôn. Nó vượt khỏi điểm xa quá. Vét vàng, bây giờ bắt đầu vét vàng tem nè. Không có phải đớp nhảy. Đây nhỉ. Đi rồi. Im đi rồi hả? May quá, đỡ phải xếp đội hình đánh với sát thủ á. Kìa cái kia kiếm kiếm điện kìa của con ấy không lấy à? Con Akali á. Yasuo hợp lý rồi. Yasuo bỏ vô kiếm khách trong mặt thế của Fira ra. Một lưu nữa cho lưu lên 2 nè. Mày chết với tôi rồi. Ravet đứng ngoài mà thục thôi. Giáp ra tiên 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 gần lăng không lên ba được ta, thiếu một slot. Raven đó kìa, thấy rồi Raven đó không? Đó, thấy thấy miếng ngán nữa chứ. Đó. Rồi, xong rồi Raven thành địch hết rồi. Không giỡn hoài không? Xấu xạ thủ mà không? Xấu xạ thủ chứ không phải như nãy là 5 xạ thủ rồi. Xấu xạ thủ nó clear tăng nhanh lắm. Chà, khi mà Gavet hả? Gavet 3 làm lại vét liên thanh thì có chết thôi. Không đánh nữa chứ hả? Ừ. Chủ yếu là cho nó đứng xa nó thọt thôi. Rồng rớt được. Ôi trời ơi. À, Yasuo 2 luôn này. Cho lên Yasuo 2 luôn. Rồng gì đây? Ác quỷ này cho Mifflin hả? Mifflin hay để cho hay để cho Lucian ạ. Ờ Mifflin. Ờ sẵn thì chứ. Ừ. Lucian gần 3 này. Con găng lăng cũng gần 3 này. Đâu còn 3 29 tiền lượng đó không? Giỡn rồi. Thôi nó bào rồng kìa, nó bào rồng. Nó mới Fortin còn 150 năng lượng nó mới in tiêu được luôn. Khó nha. Tính ra này để cho Yasuo cũng được, Yasuo mới vô lóc liền cũng ngon nè. Ôi cha. Ôi. 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 Slot kìa, dư slot kìa. Nhân phẩm được đấy. Bốn con vét vàng rồi. Găng lăng sắp vét vàng nữa lại 5 con rồi.
mò được cái gì bên này. Mày ờ đi ra sau mày học đi, ra sau mày học tao gái, học đi, học đi. Xem là kiểu như tương thôi. Tụm tiền nữa nè. Không có qua được rau 7 đâu. Ai rau nữa chết rồi. Cái thằng dead kia nó cũng khỏe, đồ hình nó khỏe. Cái thằng cầm, cái thằng đó là đồ hình có Raven đúng không? Ôi Midfortin này, địch là Midfortin 2 thì nó bắn cho. Đây, giáp vàng luôn. Ôi cho Midfortin vô tiêu nữa lại đẹp ạ. À. Còn đến chỗ luôn à. Nó đâu có chạy vô được mình đâu mà. Yasu nó cản rồi. Dinh ít này để cho ngồi cho nó chịu đam thôi chứ nó đâu được gì đâu. Này thì top 1 rồi còn gì nữa, Gavet kia thì vãi lồn rồi. Chưa biết được điều gì à. Ai bắn được Gavet nữa. Ô, dạ. Tinh xả bảo đạn kìa, bảo đạn kìa. Chết luôn rồi. Còn thằng kia nữa hả? Ủa vẫn còn 3 đứa lần mà, còn lâu. Cái thằng Deadmai á, thằng Deadmai nó còn 3 máu, thằng đó mới ghê thôi. Thằng kia nhìn cái đội hình vậy thì khóa quá, thằng chưa ăn á. Ủa tụi nó đâu có blitz đâu đúng không? Không có blitz gì bỏ lại cái này chứ. Tưởng nó có blitz rồi. Raven nữa kìa. Ô Raven đứng đây là mình thuộc có chết. Ô hất tung. Ô con Yasuo nó câu hay quá, Yasuo câu hay quá. Tôi câu hay quá.